30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin mới nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc, nối tiếp là siêu bão số 2 vừa đổ bộ gây ra nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Tình hình lũ lụt tại Trung Quốc với các tin tức cập nhật mới nhất và quan trọng nhất. Trước khi vào nội dung chi tiết, xin mời các quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Siêu bão số 2 đổ bộ Trung Quốc. Trung Quốc công bố khung ngoại cảnh, khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn. Tổng công trình Sư Quốc nói chung đập Tam Hiệp có độ an toàn cao nhất. Và ngày hôm qua, thì siêu bão số 2 với sức gió mạnh tới 138 km/h đã đổ bộ vào địa phận tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, gây ra mưa xối xả các khu vực gần tâm bão. Siêu bão số 2 đổ bộ vào thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang sáng ngày hôm qua với sức gió 138 km/h. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết đây là trận siêu bão thứ 2 đổ vào đất liền Trung Quốc từ đầu năm đến nay. China Daily cho biết bão số 2 gây mưa xối xả tại Chiết Giang và các khu vực lân cận. Mưa lớn cũng được ghi nhận tại các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở miền Nam và Đông Nam Trung Quốc. Trong khi đó, gió bão giật từ cấp 7 đến cấp 10 ở một số khu vực như sông Trường Giang, Vịnh Hàng Châu, cũng như các khu vực ven biển của Chiết Giang và Phúc Kiến. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, siêu bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc và tấn công tỉnh Giang Tây. Theo tối ngày hôm qua, sức mạnh của bão số 2 giảm dần khi di chuyển trong nội địa Trung Quốc. Tới ngày mai, dự báo siêu bão số 2 đã đi vùng biển Hoàng Hải. Từ tối ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã nâng cảnh báo thiên tai từ vàng lên cam. Cảnh báo bão được tiếp tục lặp lại vào sáng ngày hôm qua trên thang cảnh báo thiên tai gồm 4 cấp của Trung Quốc. Cấp da cam xếp mức độ nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau cấp độ đỏ. Nhiều hoạt động giao thông và xây dựng các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 2 phải dừng hoạt động. Tàu thuyền được khuyến cáo trở về bờ hoặc neo đậu ở nơi an toàn. Bão số 2 hình thành từ ngày thứ 7. Siêu bão này đổ bộ vào Trung Quốc trong bối cảnh các tỉnh miền Trung, miền Đông và miền Nam Trung Quốc đang căng mình đối phó với lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ do mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, trong đó có thượng nguồn sông Trường Giang. Lũ lụt tại Trung Quốc đang ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 60 triệu dân sống tại 27 trong số 31 tỉnh của nước này. Theo thống kê, gần 200 người thiệt mạng với các nguyên nhân liên quan tới mùa lũ lụt năm nay ở Trung Quốc. Thiệt hại kinh tế do lũ lụt tại Trung Quốc trong 2 năm đã lên tới hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Camera quan sát của đài truyền hình nhà nước cho thấy có cây đổ ở thành phố Ngọc Hoàn của Chiết Giang. Theo ghi nhận của hãng tin VideoPeer, thông qua những video cho thấy hình ảnh phương tiện giao thông di chuyển qua những con đường ngập nước lũ và cư dân đang sơ tán ra khỏi nhà. Tân Hoa Xã đưa tin 381.375 người đã được sơ tán từ 22 giờ ngày hôm trước sau khi bão Havupit đổ bộ. Tại Ôn Châu, trung tâm sản xuất lớn của Chiết Giang, giới chức báo cáo đã sơ tán 200.000 người đến nơi trú ẩn và đưa 6.000 tàu đánh cá cập cảng. Sóng dọc bờ biển được ghi nhận cao tới 4,2 m. Mùa bão năm nay ở Trung Quốc tương đối ôn hòa, tuy nhiên các hệ thống sông lớn của đất đã phải đối phó với lũ lụt thảm khốc kể từ đầu tháng. Do mưa lớn hoành hành, tình trạng thời tiết bất lợi khiến nhiều người chết, buộc khoảng 2 triệu người phải sơ tán và dẫn đến thiệt hại hơn 49 tỷ nhân dân tệ. Bão số 2 với sức gió mạnh và mưa lớn đã khiến cho một trong những thác lớn nhất ở Trung Quốc thổi ngược dòng chảy. Cơn bão số 2 mang theo gió mạnh đến 136,8 km/h tâm bão đã đổ bộ hơn 1,3 triệu dân Nhạc Thanh, Chiết Giang vào khoảng 3 giờ 30 sáng ngày hôm qua. Cư dân ở Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như bị thổi ngược trong bão số 2, đó là thác núi Yandang, một trong 4 thác nước lớn ở Trung Quốc, nơi chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục trong cơn bão. Các cảnh quay thác nước trong bão số 2 được Nhật báo Chiết Giang đăng tải, cho thấy điểm tham quan du lịch cao 190 m dường như bị gió mạnh đẩy ngược khỏi lộ trình dòng chảy tự nhiên. Núi Yandang ở Ôn Châu, Chiết Giang là một ngọn núi tuyệt đẹp ven biển Ôn Châu. Ngọn núi này là một trong những danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc. Yandang không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên mà còn mang những giá trị văn hóa phong phú. Trước những lo ngại của dư luận về độ an toàn của đập Tam Hiệp, tổng công trình sư của công ty tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang, ông Trương Thử Gia Quang đã lên tiếng cho rằng, xét về nhân tố nội tại, tuổi thọ của thân đập chủ yếu tùy thuộc vào chất lượng bê tông. Đập Tam Hiệp được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia cao nhất, từ quy phạm thiết kế, chọn lọc nguyên liệu cho đến quản lý thi công, mức độ nghiêm ngặt vượt xa với điều kiện môi trường thực tế của đập Tam Hiệp. Tổng công trình sư Trương Thủ Quang cho biết, kết quả thực hiện ngay cho thấy bê tông của đập sẽ không gặp vấn đề gì trong ít nhất 500 năm. Vài năm trước đây cũng có một số ít ý kiến truyền thông nói rằng Tam Hiệp là công trình đậu phụ có vết nứt lớn mức có thể thò tay vào được. Thậm chí có người nói rằng có vết nứt lớn đến nỗi xe ô tô cũng thể vào được. Đây hoàn toàn là những tin đồn thất thiệt. Kết cấu bê tông của đập có một số vết nứt rất nhỏ trên bề mặt. Đây là việc thường thấy trong xây dựng việc đập đã được xử lý, không còn gây ra bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào về chất lượng. Dự án Tam Hiệp đã thực hiện được việc đảm bảo công trình an toàn, đặt an toàn chất lượng lên vị trí số 1. Đập Tam Hiệp không phải là từng đoạn đơn lẻ đặt lên trên đá nền như tin đồn. Giữa các đoạn đập, thân đập và đá đập nền xử lý nhất có thể hóa một cách nghiêm ngặt, đủ khả năng chống lại sức ép từ nước lũ mà vẫn vững như bàn thạch. Ông Trương cho hay, chúng tôi phát biểu rằng mức độ biến dạng đàn hồi của đập đều nằm trong phạm vi thiết kế cho phép, nhưng đã bị một số người trên mạng internet nói là nhà chức trách cuối cùng đã thừa nhận đập bị biến dạng. Biến dạng đàn hồi là hiện tượng tất nhiên xuất hiện ở tất cả những vật chịu đựng. Tháp Eiffel ở Pháp,
tháp Đông Phương ở Thượng Hải và tất cả kiến trúc cao tầng đều có hiện tượng này. Biến dạng đàn hồi không đáng lo sợ, mà then chốt là biến dạng có nằm trong phạm vi thiết kế cho phép hay không. Đập Tam Hiệp có một hệ thống giám sát quan trắc an toàn hoàn chỉnh, được thực thi đồng bộ cùng công trình với hơn 12.000 máy đo được lắp đặt và sẽ phát cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bất kỳ vấn đề nhỏ nào cũng sẽ không bị bỏ lọt. Nhiều người lo ngại liệu đập Tam Hiệp có thể chịu được tên lửa hạt nhân tấn công hay không. Đây là vấn đề thực ra được giải quyết từ trước khi xây dựng đập. Cựu phó tổng bí thư Hiệp hội công trình thủy điện Trung Quốc, kiến trúc sư Trương Đắc Đình cũng khẳng định đập bê tông trọng lực đã có thực tiễn cả trăm năm trên toàn thế giới. Mô hình đập này có tính an toàn cao so với bất kỳ loại đập nào khác. Cho đến nay vẫn chưa có tiền lệ vỡ đập do sạt lở hay tan rã. Có chăng là các vụ chật khớp giữa những đoạn thân đập, sạn nứt đập hay nước lũ tràn đỉnh. Đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới nằm trên thượng nguồn của sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Tương Tử ở huyện Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc đang phải chịu áp lực nước rất lớn. Vì đợt mưa lớn và dai dẳng từ đầu tháng cho đến nay đã gây ra lũ lụt ở cả 27 tỉnh của Trung Quốc. Thời gian qua có rất nhiều đồn đoán và lo ngại về khả năng trụ được của đập Tam Hiệp trước đợt mưa lịch sử này. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định con đập vẫn an toàn và làm tốt công tác ngăn lũ. Theo Ủy ban nguồn nước Xương Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các hồ chứa dọc thượng nguồn và trung nguồn sông Trường Giang bao gồm hồ chứa đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã giữ lại 30 tỷ mét khối nước lũ kể từ tháng trước đến nay. Có nhiều đồn đoán và lo ngại về khả năng trụ được của đập Tam Hiệp trước đợt mưa lịch sử, nhưng Trung Quốc khẳng định con đập vẫn an toàn. Hai ngày trước, Tân Hoa Xã đã công bố một loạt ảnh mới cập nhật chụp đập Tam Hiệp từ trên không, minh chứng cho khẳng định trên. Một trận lở đất chục triệu mét khối đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay, đe dọa tính mạng của hàng nghìn người dân Trung Quốc. Vụ sạt lở đã xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 ngày hôm nay ở làng Baje, khu dự trị Achi, Tujian và Biao, tỉnh Hồ Bắc. Trung Quốc tổng cộng 10 triệu mét khối đã sụp xuống sông Thanh Giang, một nhánh của sông Dương Tử tạo thành một hồ chắn trên sông này, đe dọa các ngôi làng gần đó tại Tân Hoa Xã. Vào lúc 10 giờ 15 nước từ vùng thượng nguồn đã vượt qua đỉnh hồ, chảy xuống vùng hạ lưu với tốc độ 200 mét khối mỗi giây. Kỹ sư Phu Quyang, Cục Địa chất Hồ Bắc thông tin trong cuộc họp báo tối ngày hôm nay, vào lúc 6 giờ cùng ngày, 1,5 triệu mét khối đất đã lập xuống sông và có thể xảy ra sạt lở liên tục. Tổng cộng có 8.397 người dân của 1.963 hộ gia đình ở khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Kể từ khi bắt đầu mưa lũ ở Trung Quốc, hơn 17.000 ngôi nhà bị phá hủy do mưa lớn, thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ USD, hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích. Gần 20 triệu người sinh sống tại các khu vực dọc sông Dương Tử bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Thông tin trên đã kết thúc video về đập Tam Hiệp của chúng tôi ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin mới nhất, cũng như là các thông tin liên quan về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc, quý vị đừng quên ấn like và chia sẻ ở kênh Tin Việt. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới Nhất.